Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok. Sao lâu dữ vậy? Có điềm. Có điềm à? Sao dừng ở 87% rồi? Đừng mà. Mới vô mà sao vậy nhờ? Ui, đứng thiệt nè. Chết mẹ rồi. À thôi vô được rồi, may quá. Tưởng đi rồi chứ. Không có bơm à, không có bơm, để coi có không có bơm mà đi goblin thì có vẻ như hơi không ổn lắm. Không ổn lắm, chắc là mình sẽ set up một cái bộ khác vậy. Ok. Giai đoạn này thì beta mới của game này thì bắt đầu từ đầu mùa thì goblin có vẻ ổn, nhiều bạn vô hỏi mình bây giờ chơi, tại vì có nhiều bạn quay lại game á hỏi mình là bây giờ chơi bộ nào ổn, thì nói thật sự á thì bây giờ nói mà bộ nào ổn thì không thể nào quên Goblin Max được hết. Đó là một cái bộ nó kinh khủng, nó kinh khủng. Nếu mà bạn lên được rồi 5 tiền rồi thì khó mà có ai có thể địch lại bạn được. Thì chúng ta phải nhắc tới rồi bộ Goblin Max đầu tiên nè, xong rồi có thể là gấu Saman. Gấu Saman cũng là một trong những cái bộ mà bạn có thể đi được ở cái meta này. Gấu Saman, Saman cũng khá là ok. Saman cũng khá là ok trong cái giai đoạn này. Nếu mà bạn đi gấu Saman đó thì rất là tốt, còn không đó thì bạn có thể đi Kaplan Saman. Kaplan Saman. Ui, ngựa. Ngựa sớm nha, ngựa sớm nha bạn, hiệp thứ ba có ngựa nha. Trận này có điềm rồi bạn ơi. Trận này thầy bói bói là có vẻ như là chúng ta sẽ đi được ngựa đó. Tại vì ngựa sớm lắm. Ngựa sớm nè, mình chỉ cần có chuỗi nhẹ nhẹ giai đoạn đầu thôi là con ngựa này xanh. Con ngựa này xanh là chút xíu là ngựa hai là khó chịu nha. Ngựa hai là khó chịu nha. Vừa rồi thêm mà thí dụ như là nếu nhắc lại cái chuyện mà meta thì nghĩ là nếu mà gấu Saman xong rồi thì có thể là xấu Galaxer đang cũng khá là ghê, nhưng mà xấu Galaxer thì nó có nhiều điều kiện khác nhau. Ok luôn, lên được 2 sao có gấu luôn. Nó có nhiều điều kiện khác nhau, cũng không phải là dễ mà để mà gọi là có thể đi được xấu xấu Galaxer, nhưng mà xấu Galaxer thì bây giờ là ngon, ngon nha. Ngon, nói chung là tầm khoảng 7 rưỡi 8 điểm đó, 7 rưỡi 8 điểm là gọi là ok rồi đó bạn, ok rồi đó. Rồi thêm nữa thì chắc là cái Knight đi, Knight mình nói thiệt luôn, chưa bao giờ mà Knight nó yếu cả. Chưa bao giờ Knight nó yếu cả. Mình cảm giác như lúc nào Knight nó cũng nằm trong meta của mấy cái meta vừa rồi, lúc nào cũng khoảng chừng 8 điểm trở lên. Nó có gì đó nó khá là cứng nha. Nó khá là cứng ở trong cái, tại vì từ cái ngày mà update thêm cái option gọi là hồi máu cho Knight đó thì phải nói luôn là Knight nó có cái độ chống chịu nó kinh khủng hồi đó trước đó rất là nhiều. Hồi đó thì đâu có cái vụ mà hồi máu đâu, hồi đó thì chỉ là Knight bình thường thôi, không có hồi máu. Còn bây giờ thì nó có hồi máu cho nên là nó cứng hơn. Nhìn bạn cảm giác như là nó mỗi lần nó bật shield á là bạn không thể nào giết nó được luôn. Xấu Knight thì bạn biết rồi, nó bật siêu liên tục, nó bật siêu liên tục, và bạn biết nó bật siêu liên tục vậy là nó hồi máu nữa, và bạn gây không đủ đam á. Bạn biết là bật siêu thì nó cái giáp với cái kháng phép nó cao mà bạn đâu gây đam được đâu, và bạn không gây đam được á mà nó hồi máu nữa, tụi nó khó chịu cực kỳ nha, nó khó chịu cực kỳ luôn. Cho nên là phạt Knight phải nói luôn là một trong những cái bộ mà bạn có thể chơi trong cái giai đoạn này nếu mà bạn muốn gọi là nằm trong top mà ổn nha, ổn nha. Nhưng mà bạn biết rồi đó, trong cái giới hạn truyền thuyết á, nếu mà bạn có thấy có con Canon Rennie á, cho nên là thì hơi khó chịu một chút xíu. Ngựa cái này được, cái này được, cái này được. Ngựa hiệp thứ sáu hai con ngựa là bạn biết có chuyện rồi, có chuyện để nói rồi. Có chuyện để nói nhưng mà không có gậy gỗ. Không có gậy gỗ cũng không được, từ từ có. Từ từ có ngựa hai một cái đi, hay là nuôi hai con ngựa một thì xanh xanh cũng được. Đúng chưa?
rồi Canon Rani nè, đó thì giống như cái trận này có Canon Rani nè, thì bạn đi giống như ngựa nè. Mấy con mà sát thương tay á, mà dựa vào tốc đánh á, thì rất là nguy hiểm, tại vì Canon Rani đối phương chỉ cần 2 sao thôi, có đồ đi một sao cũng 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 gọi là hạn chế, nếu mà bạn không đủ xanh á, thì một sao nó vẫn ăn được bạn. Canon Rani là vậy, cho nên là cũng phải để ý nha, tại vì nó có Canon Rani là khắc chế trùm, khắc chế trùm mấy con mà đánh sát thương mà gọi là dựa vào tốc đánh, gọi là sát thương tay á, thì là Canon Rani là khắc chế trùm. Ok, dễ dễ dàng, dễ dàng rồi, được rồi, giờ sao đây? Heo cái này nè, dơi nè, Lemon Wiza đó hả? Mua Lemon Wiza, nếu mà mua Lemon Wiza để vào thay con sao Wrecker, nếu mà giật xét thì nó cũng ok nhỉ, đúng không? Chắc là cũng ok đấy, tại vì 3 tiền mà so với 1 tiền thì chắc là nó cũng cứng hơn, được chút chút một chút thôi, nhưng mà nó cũng cứng. Kệ đó, ui da thua, gặp Hunter này nó sát thương cao quá, chịu 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 King. Ôi ghê à, dơi hai mẹ, phải như cho ngựa hai là chết. Cái này mà dên giờ đi, chỉ cần đưa con ngựa hai là quỷ diệt vậy thôi. Ngựa hai hiệp thứ bảy, cái đó không tưởng tượng được chưa, dồn hết đồ luôn, có bao nhiêu đồ để hết cho con ngựa hai luôn, ăn tiền luôn, ăn tiền từ đó luôn. Mẹ, mơ ước diễn dòng đấy, nhưng mà đâu có gì nói là không thành sự thật đâu bạn. 3 tiền mà bây giờ ra 2 con mà, 3 tiền ra 2 con mà mắc gì đâu không thành sự thật bạn. Ôi, gì cũng có thể thành sự thật các bạn. Gì cũng có thể thành sự thật đó. Đó, bây giờ con ngựa hai mà lên 2 sao thôi, quên, 2 con ngựa này mà lên 2 sao thôi là chúng ta đó thể hiện khác biệt, là đưa con heo nai vô bán con là Lamin Visa để lấy 10 tiền. Thấy chưa, chuẩn bài chưa? Ok, ok luôn, gõ luôn. Úi da, đừng chết, thôi chết mẹ ngựa, mẹ gì còn cái gì vui đâu, ta nuôi có 2 con ngựa thôi à, một con sống cũng được mà, một con sống cũng được mà, 2 con chết luôn, trời đất ơi, cũng mới đùa à, thôi 4 cái nai vậy, để vô 4 cái nai là thấy khỏe liền, bài đi cái rồi, thấy 2 ngựa là bạn biết rồi, rõ ràng, mà thấy 2 ngựa mà ra sớm như vậy là bạn biết là bây giờ ngựa hai nè, và chừng nào lên con ngựa hai mới là điều đáng nói. Hy vọng là ra sớm trước hiệp 15 đi, trước hiệp 15 thì mình sẽ có cơ hội lớn để tích đó, tại vì bạn biết là lên sớm thì ít nhất là hiệp quái nó cũng tăng được xíu đam, hoặc là gặp mấy thằng yếu yếu thì cũng gọi là bốc được chút xíu phốt đó. Ok, đâu rồi, đâu rồi, ui da, đâu rồi, gạt nè, gạt nè, hai con ngựa còn sống nha, hai con ngựa còn sống nha bạn, trời ơi, đó mới là điều đáng nói đó, đó mới là điều chúng ta đáng nói bây giờ, hai con ngựa còn sống nha, tích đam gấp đôi nha, 20 đam. Ok, 20 đam thì nếu mà lên được con ngựa hai bây giờ thì cũng được nhiều rồi đấy, nhưng mà thắng thêm chừng vài hiệp nữa đi, tại vì 2 con ngựa này sẽ 20, lên con ngựa hai thì có 15 thôi à, nhưng mà 2 con ngựa 1 thì khó sống lắm. 2 con ngựa 1 khó sống, lên 1 con ngựa 2 thấy vậy chứ dễ sống hơn, trâu mà, nó trâu hơn. Chắc là mình lên 1 con ngựa 2 thôi, còn không á thì nếu mà 2 con ngựa 2 thì tốt, nhưng mà phải tùy tình huống nha. Mình thì cũng lúc nào mình cũng rớt 3 sao á, tại vì cái độ trâu của ba, trời ơi, không có gậy gỗ luôn, what the fuck, đùa nhau. Bây giờ muốn sao, muốn úp ngựa hai sớm không? Bây giờ úp level 7 luôn, bây giờ úp level 7 luôn, chấp nhận mất tiền luôn, mất 2 lãi thôi,
À mất 2 lãi thôi, nhưng mà bây giờ mình đưa thêm cái này vô được tốc đánh là một cái với lại level 7. Tỷ lệ ra 5, tỷ lệ ra 3 tiền, cao hơn chút xíu. Hy vọng là mình lấy cái giáp thép luôn. À, lấy cái giáp thép luôn. Bây giờ chỉ có giáp thép mới là ổn định thôi, đó. Ổn định cho con ngựa này, cái con ngựa này lên 2 sao sớm. Ngựa này lên 2 sao sớm thì mình sẽ rất có lợi. Ok, ok, gặt đi em. Gặt đi, ok. Ôi da, đốc tờ choáng, hay quá. Đừng chết hai con ngựa là được. Đừng chết hai con ngựa của tao là được. Ok. Woohoo. Level 7 nè, tích tiền lại từ từ được. Không sao đâu bạn, tích tiền lại từ từ được. Mẹ ngựa ơi, ngựa đâu? Ngựa đâu, ngựa rơi bị bà để bà liếm nhưng mà không ăn nè. Trời ơi. Nó sai lầm thiệt sự luôn á. Hôm nay up 7, ôi thì nói chung up 7 này thì mình có thể chơi được tới hiệp 16, 17 luôn. Là mình có level 7 rồi, mình đâu có cần sợ nữa. Tích có mất có 2 lãi thôi à. À mất có 2 lãi tầm khoảng chừng 2 hiệp thôi là mình lấy lại được 2 lãi đó rồi, nếu mà mình thắng đúng không. Thì nói chung là cũng có kiểu như là lợi bất cập hại. Tại mình cần phải nâng 3 tiền 2 sao sớm á, cho nên là mình up 7 thôi. Còn không thì tích tiền cũng ổn định. Choáng nè, trời. Cái gì cái con ngựa sống là được. Ừ, ngựa sống. Hai con. Hai con còn nguyên. Ok. Xong nha. Đâu rồi, tích lại bao nhiêu đam nha. Wow, được chưa? Bạn thấy ngon chưa? Mua con này từ từ. Ui. Nhiều đấy. Hiệp 13, ngựa này là ngựa 300 đam nha. Ôi, 300, 400 đam nha bạn. Nhiều đấy. Ôi. Được. Ngựa sớm nha, ngựa này hiệp 13 là ngựa sớm, ngựa 2 sao sớm này. Này mà có thêm một cái tóc, một cái gậy gỗ nữa thì ép cái đao cuồng chiến là nó tuyệt vời. Nhưng mà chưa có, nhưng mà từ từ có. Đó, bạn thấy chưa? Một đam của con ngựa, bạn thấy trâu chưa? Đó. Bây giờ cứ từ từ thôi, win là đẹp bạn ơi. Chứ sao thua. Ui. Ô, 6 grenade. Thôi xong rồi, đẹp quá đẹp luôn. 6 grenade tuyệt vời. Bán hết mấy con này đi. 24 tiền là quay lại lúc mà hiệp 11 nha. Giờ hiệp 15 á, là mình có 30 tiền. Đáng lẽ là hiệp 15 là mình phải up 7 đúng không? Bây giờ mình up 7 rồi, bây giờ mình chỉ cần tích tiền thôi. Thì nói chung cũng ngon. Nó vậy là tầm hiệp 17 là mình có 50 tiền. 14, 15, 16, 17 đúng rồi. 17 là mình có 30 tiền. Ơ 50 tiền. Như vậy thì quay trở lại lúc bắt đầu là chúng ta muốn nói là hợp lý rồi, mình chỉ có ngựa 2 là khỏe rồi. Bây giờ mình chỉ có ngựa 2 là mình khỏe rồi. Không có sợ chết nữa. Mà 6 grenade nữa, 6 grenade sao chết. 6 grenade trâu lắm. Bồ 6 grenade trâu vô địch. Ok, đó, đúng rồi. Đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi, đây, đúng rồi. Khỏe chưa, anh em thấy khỏe chưa? Ngựa 2 khác liền chứ. Đúng rồi, mua hết em ơi, mua hết. Hiệp 15 này làm ơn rớt cho tao một cây gậy gỗ cũng được. Một cây gậy gỗ thôi, cũng được nữa. Ép cây đao cuồng chiến là tao vui rồi. Lúc đó là khỏe rồi bạn. Không, cái thằng kia có level 7 nhưng mà 50 tiền nha. Cái thằng King này là nguy hiểm đó. À, nó level 7 nó cầm 50 tiền. Ok. Xanh đấy. Nhưng mà mình đang có chuỗi. Mình giữ chuỗi thêm khoảng chừng 2 hiệp nữa thôi là mình ngon lành liền. Mình 50 mấy tiền liền, khỏe. Ôi chà, đánh hiệp quái cũng cực quá. Miễn là ngựa còn sống là được. Cái gì cái ngựa sống là tao chịu rồi. Ngựa sống nha, chứ đừng ngựa đừng chết. Ngựa chết là nguy hiểm nha. Tích từng hiệp mà bạn, mình phải cố gắng mà tích từng hiệp một. Mỗi hiệp là lên chút xíu như vậy á. Thấy vậy chứ mà ghê lắm nha. Mà lại không có gậy gỗ. Wow, xui dữ trời.
145 là 285 rồi, 285 là 300. Ôi hiệp này 300. Ôi 300 đam. Ui 300 đam khác gì con 3 sao đâu bạn ơi. Được, 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 được. Ờ 300 đam khác còn 3 sao đâu. Lúc đó gặt thì đau đấy, lúc đó đập vô đầu thì đau, nhưng mà không có đau cuộc chiến mà xui thiệt. Phải như có đau một cây đau cuộc chiến ơi, một cái gậy gỗ thôi ép cây đau cuộc chiến là bây giờ đánh là nó lay đam ra thì nó gây đam nhiều lắm. Ôi xong rồi lên mặt đã đỏ nữa. Ôi chà, đó mới là cái kết mà mình muốn rồi à, đó mới là cái mình gọi là mình hướng tới đó, lên mặt đau cuộc chiến mặt đã đỏ à, gậy gai đó, như vậy nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Ui da, mít không vậy? Chết rồi, thiếu gậy gai cho nên đánh nó né. Né nè, né đi. Né nè, ngựa sống nha. À, nhắc lại lần nữa là ngựa tao còn nguyên nha. Ngựa còn y nguyên, cấp 8. Ngựa còn nguyên là ngựa ngựa khỏe rồi. Ngựa này bây giờ là ngựa 300 đam nè. Cứ mỗi hiệp thắng như vậy thôi bạn. Mỗi hiệp thắng như vậy ngựa còn sống là mình càng mạnh hơn à, hiệp sau nó mạnh hơn hiệp trước, hiệp sau nữa nó lại mạnh hơn hiệp nữa hiệp trước nữa, hiệp sau lại mạnh thêm tiếp tục hiệp trước nữa. Nó cứ liên tục vậy đó. Chơi con ngựa nó sướng ở chỗ đó đó bạn. Chơi con ngựa nó sướng ở chỗ đó. Bạn càng thắng thì bạn càng khỏe. Mà đúng kiểu là đời luôn à. Thằng nào càng giàu thì thằng đó giàu hơn à, gọi là sao kêu bằng à, gọi là nước chảy chỗ trũng đó. Thằng nào giàu thì thằng đó sẽ giàu hơn ừ. Tại nó có tiền nó làm nhiều thứ lắm, cho nên là thằng nào giàu thằng đó nó giàu rất là nhanh, nó giàu lên rất là nhanh, càng giàu thì nó càng giàu nhanh. Ồ vậy đó mới thú vị. Đúng rồi, mạnh rồi, ngựa sống sao chết được. Ngựa sống, ngựa sống gì đây, gì đây. Ôi chà, 23 hả? Không lên được à? Hay là úp cấp luôn, chấp nhận lỗ một tiền luôn à, chấp nhận lỗ một tiền luôn, ngại gì, chấp nhận lỗ một tiền. Trời đất ơi, chơi hết luôn mà đúng thiệt là không có gậy gỗ, hơi hơi tóc đánh hơi cùi. Mẹ, hai con ngựa này hai gậy gỗ thôi là mình thấy đập là hơi bị đau luôn rồi đó, nhưng mà giờ này lại không có, hơi xu, hơi xu. Hình tư, hình tư choáng nè, mày chết. Ôi, Siren nó hú quá đá hết trơn rồi. Dơi, dơi đẩy vô đội hình đó. Dơi, dơi choáng rồi. Đã con dơi thấy vậy chứ đó. Dơi nó nhảy vô đội hình nó phân tán nhiều lắm nha. Ờ, à, nhưng mà ngựa sống. Ngựa sống ờ. Ngựa sống là được. Lên bà 8 mình xoay bạn. Lên 8 mình xoay chút. Gì đấy? Trời đất ơi. Xoay gì vậy? Xoay gì vậy bạn? Xoay không ra gì hết. Trời chết thiệt sự rồi. Anh Bảo này tại sao nó level 7 mà nó hết tiền nhỉ? Mà nó hết tiền hiệp 19 này rồi. Chắc để đi quá. Nó hết tiền hiệp 19 này chắc này nó xong rồi bạn ơi. Khó, khó, khó. Tại bây giờ người ta đủ tiền người ta up cấp hết rồi. Mà nó level 7 mà nó hết tiền. Ôi khó chịu nha, cái này căng ấy. Ừ, căng ấy à, không đùa đâu. Gạt đi, ôi gỡ sống là được. Gỡ sống là được, gỡ sống là được. Đâu giờ? Trứng nè, được nha. Ra mẹ thì không ra con nào luôn hết ta. Không ra một con nào luôn, cờ nai đằng trước một sao không, xoay không ra con nào hết. Lạ thiệt sự luôn á. Đùa nhau à, đừng như vậy nào. Nhưng bây giờ hiệp 20 rớt tao cây gậy gỗ đi. Làm ơn hiệp 20 rớt cho tao cây gậy gỗ đi. Nhưng không tóc đánh yếu lắm bạn ơi, con ngựa bây giờ tóc đánh vậy là sida dữ lắm rồi đó. Ờ, mặc dù là có đam chứ không phải không nha, có đam có trâu nhưng mà tóc đánh vậy là quá thấp. À, quá thấp luôn. Gậy gỗ.
Cái gì đấy giờ? Không một cây gậy gỗ nào. Oh damn shit. Lừa rồi. Lên được con ngựa hai đam quá trâu luôn. Xong cuối cùng không ra cây gậy gỗ rồi luôn. Fuck shit. Đùa. Không ra một cây nào luôn mà. Không ra một cây nào luôn giờ. Không biết làm như thế nào luôn á. Chà, căng nha, cái này phải tính lại tại sao lại vậy ta. Quá trời đồ luôn á mà không ra một cây gậy gỗ nào. Chết rồi, chỗ này thì cần ai thiếu tốc đánh lắm. Hay là sao ta. Hay đi Galaxier thì bây giờ có Sarek Laser nè. Đi Sarek Laser 6 Galaxier ngựa 6 Galaxier hay là đi 6 cần ai. Khó đấy. khó đấy nha. Từ từ nha bạn. Cái này chúng ta phải tính lại nè. 6 Galaxier thì mình phải có 2 con Wiza, có Sarek thì mình mới chơi được. Hoặc là mình bỏ cái đai hết luôn. Mình bỏ cái đai hết luôn mình đi Galaxier ngựa. Đúng không? Mình đi Galaxier ngựa thì đó nó sẽ ok hơn. Nhưng mà khoan, cạc đấy, tại vì bây giờ không có tốc đánh. Đó, bạn phải nhận thêm cái cốt lõi là cái đội hình này mình chưa có cái tốc đánh nào. Mình chưa có cái tốc đánh nào, cái đó mình mới quan tâm chứ còn mà còn cái gì kia thì nói gì? Cái kia thì nói gì đâu có không có nói gì hết á. 6 Galaxer mạnh nha. Nhưng mà nó lại thiếu chống chịu ngựa về cuối gặp mấy thằng mà nó hơi trâu trâu á thì cũng hơi sợ. Mình không có tốc đánh. Ok. Ngựa sống là được. Cứ bây giờ cứ ngựa sống là được. Mấy con kia là làm nền thôi. Ngựa sống là ok. Heo còn ai 2 sao tốt. Nếu mà vậy thì phải up 9 sớm, xoay Galaxier, Sarek Laser xong rồi. Up 6 Galaxier đi. 6 bằng 2 Wiza sẽ tốt hơn nhờ. 6 bằng 2 Wiza sẽ tốt hơn. Mình sẽ kẹp Knight vô được. Mình sẽ kẹp Knight vô được. Nó ổn hơn. Đúng là bài này không có tốc đánh. Đi Galaxier là được nè. Nhưng mà có cái là bây giờ nó hơi kiệt cả. Một cái là mình đang có con dơi. Con dơi thì để vô dính với vô cái bộ Knight con ngựa đó. Không có dùng Wiza được. Khó. Nhưng đang mạnh. Bài này đang khỏe vãi đái rồi bạn thấy không. Không có thua nhưng mà mình cứ gãi cái tóc đánh á. Cho nên là bây giờ mình đang kẹp 2 con Galax ở đây để tăng 20% tóc đánh thôi. Coi như là một cây gậy gỗ đi. Coi như là một cây gậy gỗ. Khó cho mình quá. Khó cho mình lắm luôn á chứ bộ. Không phải giờ. Úi, úp cắp được nè. Gì đây? Lừa. Ôi, úp được. Mẹ, xíu nữa bấm thêm cái nữa là coi như lúng rồi đó. Bài này cái gì cũng ngon. 6 cái này khỏe, có cái là không có đồ thôi, không có đồ tóc đánh. Bây giờ nó cho mình 2 cái gậy gỗ thôi là ngon lành liền. 2 cái gậy gỗ thôi mà không cần tóc đánh luôn, không cần Galaxier luôn, mình đi 6 cái này mình vẫn win bình thường. 2 cái gậy gỗ thôi, làm ơn cho tao 2 cái gậy gỗ thôi. Hiệp 25 cho một cây, hiệp 30 đánh quái rớt cho một cây nữa thôi là đủ tiền. Đủ tiền luôn. Ôi thôi chết mẹ rồi. Thua, chết ngựa rồi. Sao chịu được. Ui, quá thua. Cái đó cũng là một cái do thiếu tốc đánh đó bạn. Cái đó mà mình có tốc đánh là khác liền. Chỉ có cái là mình không có tốc đánh thôi. Khó chịu thiệt chứ bộ. Tính ra bây giờ đi Knight thì mình kết hợp được nhiều thứ lắm. 6 Galaxier cũng được. 6 Galaxier cũng được, đi kết hợp được luôn. Hoặc còn nếu mà mình có tóc đánh rồi á thì mình nói thẳng luôn nha, đi 6 xuyên là tuyệt vời. Đi 6 xuyên là tuyệt vời. Đúng không? Mình có đồ, chỉ mình có một gọi là bây giờ tóm lại là con ngựa đó, trang bị tóc đánh nó vừa đủ thôi, mình đi 6 xuyên là tuyệt vời luôn. Bảo đảm với bạn vậy luôn. Đây rồi. Quá nãy giờ chờ.
Ooh, damn, nãy giờ chờ nha, bố mày chờ nãy giờ đó chứ không đùa đâu. Đương nhiên là phải lấy cái đao cuộc chiến rồi. Đao cuộc chiến trước là chắc ăn. Ui. Bố mày chờ nãy giờ luôn á. Thiếu điều muốn chết ở chỗ này luôn rồi. Trời máy bay. Khoan. Dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Không có thằng nào đi cana. Goblin. Vậy được, vậy được. Không có thằng nào đi goblin hết. Ôm máy bay chi ta. Thôi kệ ôm đi. Ôm đi chút xíu rồi tính sao. Đấy, bây giờ là mình đang có khoảng 460 đạp. 460 đạp của con ngựa này nha bạn. Ngựa 2 thôi là 500 đam rồi đó. Chưa gì hết là mình thấy con ngựa 2 không là 500 đam rồi. Ép cho nó cái này luôn, ép cho cái này để cho nó khác phép. Gặp thằng đi phép hồi nãy thì không thua. Bây giờ khỏe rồi, bây giờ khỏe hơn nhiều. Có cái tốc đánh là nó đỡ hơn nhiều à. Hồi nãy 1.2, bây giờ là 1.0 là ok lắm chứ bộ. Tính ra bây giờ con ngựa này chỉ mình không cần nhiều, mình chỉ cần 0.0.8 thôi là mình vui lắm rồi. Nhưng mà 1.0 này á mà 1.0 này mình để cái mặt nạ đỏ vô á là sẽ khoảng có thể là 1.8 á hoặc là thấp hơn á, tùy. Ok. Ừ, bây giờ là đủ 12 sách rồi nha. Mà bạn biết đủ 12 sách thì sao? Và đủ 12 sách này rồi á là mình có thể lên level 11 rồi, đúng chưa? Còn bây giờ ra sách nào là mình dùng mình up cấp hết, dùng up 10 hết. Đó, đúng chưa? Còn đủ sách này một cái là đưa lên chỉ cần mình level 10 đẩy phát lên level 11 luôn. Đẩy phát lên level 11 luôn để đi sáu xuyên. Sáu xuyên rất ok luôn. Ba rồng sáu xuyên, con rồng 4 tiền cũng có tác dụng nhưng mà rồng 4 tiền bây giờ mới một sao. Hơi nát nhưng mà con ngựa xanh. Ngựa xanh là được. Có ngựa xanh là được. Đấy, đúng rồi. Úp cấp một cái này thôi, 2 điểm thôi, từ từ mình tính, từ từ mình tính sao. Ngựa 2 luôn. Vậy bạn nói gì nữa đi. Ngựa ngựa 4 tiền 2 sao, vậy bạn nói gì nữa đi. Quá khỏe luôn, quá khỏe luôn là đằng khác luôn. Được, xong rồi đó, bắt đầu cảm giác như đó, vô vô rồi đó. Bây giờ thêm một cây gậy gỗ nữa, ép cái mặt nạ đỏ nữa là xong, là xong xuôi luôn, là ngon lành luôn. Chỉ cần 2 món như vậy thôi, một mặt đã đổi một đao cuộc chiến là mình vui liền, mình vui liền. Đấy, bạn hiểu không? Khó lắm, bây giờ muốn giết được 6 người này bây giờ thấy cái dạng này khó lắm, mình còn trâu nữa chứ. Ôi ôi, khó khó chưa anh em, thấy khó chưa? Con ngựa 5.001 đam nha, đánh tay thôi đó, chưa có tốc đánh nha, lạm phát 5.001 đam là anh em thấy rén rén liền. Ôi giời, tưởng gì chứ cái vụ này thì đơn giản. Bây giờ ngựa 3 mới được chứ ta. Ngựa 3 mới được chứ, ngựa 2 này thì có vẻ như không ăn tiền. Ngựa 3 đi cho nó đẹp. Ôi trời trời, sao cũng được luôn. Ngựa 3 đi, nhưng mà ngựa 3 này hiệp 29 rồi mà ra như vậy thì khó quá, khó lên con ngựa ba quá. Thấy không, bạn đi cần ai, bạn chỉ cần tới đây thôi, xong bạn tích 12 sách cho mình. 12 sách bạn lên level 10, bạn lên thẳng lên level 11 luôn, bạn đi 6 xuyên, lúc đó là bắt đầu là bạn thấy sức mạnh của bạn nó diễn tả liền. Hai cái thạch chùy, trời đất ơi, hai cái thạch chùy này, bây giờ ngựa full đồ. Ngựa full đồ bây giờ sao đây, lựa ngựa này, ngựa full đồ, để hai cái thạch chùy vô con ra gần cần ai. Đó, để hết vô con ngựa con rồng. Đúng rồi, từ từ khoan, hãy ép thành búa xét nha bạn. Chút xíu nữa nếu được thì ép búa xét sao, còn không á thì mình sẽ ra cái gọc tinh thạch sinh lực á, tại vì có thằng đi phép nè, mình ép vô cho nó thành cái quyền trưởng mình sẽ khác phép được nhiều hơn. Khó 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 lắm bạn ơi, cái này khó lắm. Đây nè, đá năng lượng nữa, trời ơi, thôi chết mẹ rồi. Như vậy thì chết. Trời ơi, cái này lấy mảnh bên hồn cũng ngon, nhưng mà lấy đao quỷ cũng được. Không, nhưng mà thật ra lấy mảnh bên hồn ép cái này để tăng tốc đánh cho. Để tăng tốc đánh chứ. Cũng xui thì không có cái gậy gỗ rồi ép thành cái mặt nạ đỏ hết, chứ không là bây giờ lên được cái mặt nạ vàng rồi.
Đúng không? Ôi, xui, thôi kệ đi. Lấy cái giáp này trước cũng được, không cái búa xét rồi. Thôi. Không lên đâu con ngựa mà. Gỡ lên cái giáp này cho nó trâu, với lại đánh cũng ghê lắm nha. Đó, con ngựa này cũng ok lắm à, tóc đánh cũng được. À, với cái lượng đam của như bây giờ con ngựa này thì gặt cái nào lấy tiền cái đó cũng ok luôn nữa. Ôi, bây giờ tính ra có khoảng 200 với lại 350 là 550 thôi à. À 550 thôi à. Ôi đạt của 550. Mẹ 550 này bạn con 4 sao. Ôi. Ôi có 550 đam à. Đơn giản. Đúng không? Đơn giản. Ôi à xuyên. Ồ mẹ vậy không lẽ con ngựa này không lên được 3 sao chờ. Su dữ trời. Không lẽ con ngựa này không lên được 3 sao, hơi hơi đen nhờ. Sao vậy ta? Ồ có phải lên được 3 sao chứ. Không. Nếu mà mày không lên 3 sao tao không up 10 luôn. Con ngựa này phải lên được 3 sao. Con ngựa này phải lên được 3 sao bạn ơi, mình có sẵn cái trứng đây rồi. À mình có sẵn cái trứng đây rồi. 560. Ôi 0.8 tốc đánh. Được 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 được. Mình đó rồi, mình chỉ cần 0.8 tốc đánh là mình vui rồi. À, là mình vui rồi. Đấy, đài đỏ thấy chưa? Con ngựa này gánh. Con ngựa gánh. Ơ da. Ơ da. Thấy vậy chứ không không gánh lắm nha. Thấy vậy chứ không gánh lắm nha. Cay nha. Oh, what the hell? Xoay tiếp luôn á. Ủa mình xoay lúng luôn cũng được nữa. Lúng luôn cũng được nữa. Đây là heo đai ba nè. Ôi, mẹ con ngựa thì đam thì so bây giờ so với con heo gần đây ba thì chắc cũng ngang ngửa. Con ngựa là đam hơn là cái chắc rồi, con ngựa đam hơn là cái chắc rồi, chủ yếu là nó con heo cần ai nó có cái xuyên á. Nó có cái xuyên nhưng mà mấy tụi này nó có giáp cho nên là xuyên hay không xuyên thì cũng thế thôi à. Ngựa mà gặt là vô máu à chứ đâu có vô giáp được, mẹ mấy hunter thì giáp đâu. Hunter gặt giáp đâu bạn, giáp gì, giáp gì nữa, còn gặp mình có cái giáp xương nữa, trừ giáp mẹ hết rồi giáp đâu nữa, không có đâu. Bây giờ ngựa tính ra gặt với lại con heo cần ai cũng ok lắm. Đây 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 rồi, bố mà chơi tới bến luôn. Ôi da rồng không mua, trứng, đấy, một ngựa nữa thôi con, một ngựa nữa thôi, một ngựa nữa thôi lấy tiền. Ấy cha, sao rẹt? Dẹp luôn, bố úp ngựa ba luôn, bỏ qua sao rẹt laser luôn, lên hẳn ngựa ba cho vào, không có sao rẹt gì đây hết á. Ôi chết 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 chết. Lừa hiệp 34 lừa vậy. Hiệp 34 bố mày xoay luôn, ác chiến vậy mà. Ra có cái trứng không, con ngựa cái trứng vậy bạn. Thêm một con ngựa nữa đi. Hoặc là thêm cái trứng cũng được, chấp nhận luôn. Chấp nhận lỗ 6 tiền, chịu luôn. Con ngựa ba khỏe. Chấp nhận lỗ 6 tiền. Tiễn luôn ta, tiễn này luôn. À không tiễn. Chấp nhận lỗ 6 tiền mà. Chấp nhận lỗ 6 tiền, bây giờ ra cái trứng đi. Bố mình dứt luôn. Lên con ngựa ba luôn, không có nói nhiều. Mẹ sợ đấy. Hay giờ là mình bán con đốc tờ đi. Bán con đốc tờ đi, bạn biết sao? 20 tiền. 20 tiền để vô 4 xuyên. À dù gì mà cũng đi xấu xuyên mà, con đóng tờ này không có slot à, đúng chưa anh em thấy đúng không, cũng hay cũng hay, cũng đó cũng là một lựa chọn à, đó cũng là một lựa chọn nha. Không bài ngựa vậy là khỏe rồi, ngựa với cái lượng đam bây giờ ngựa vậy là quá khỏe rồi, lấy cái đao quỷ luôn, không cần mảnh linh hồn luôn, bố mày ghét à, không ra gậy gỗ. Damn, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Ngựa ba. Trời ơi, tính toán hết. Đưa cái này vô luôn, đúng rồi. Đao quỷ luôn, úp rìu cuồng chiến luôn. Chơi hẳn đam luôn, mắc đam. Đó, 750 thôi. 750 đam thôi, nhẹ nhàng. Nè, đưa xuyên nè, 4 xuyên này nha, bán nè. Bây giờ hết hiệp này cái là mình lên được level 10. Đẩy phát lên level 1 đi 6 xuyên. 6 xuyên với con ngựa này thì rồi nát người. Nát người.
708 đam. Wow. Wow. Khó. Ờ khó đấy. Ôi trời, gì bây giờ lại rớt cái gậy gỗ. Mẹ mày coi cay không? Cay thật sự luôn. Ép cái này đi, xong rồi bạn biết giờ. À, không được, cái này thì qua đây nó hỏng hút máu, hơi su. Đưa cái này về đây đúng rồi nè, nhưng mà nó lại à đúng rồi, cái kích nha, bố mày thấy cái kích rồi, sáu xuyên. Xong. Hết cú bạn. Hết cú. Tụi đây thua từ đâu ơi? À, đưa cái này qua đây nè, đưa cái kích qua heo này nè. Xong rồi lấy cái này về hút máu nè, đúng chưa? Bây giờ 0.9 nha, 0.9 vô trận một cái là còn 0.7. 0.7 tốc độ đánh với con ngựa này thì 800 đam. Ui giời. Nhẹ nhàng. Thôi đánh nè. Nè quay lại bên kia được gặp cái xấu con đó chỉ có khóc. Rồi. Thằng kia gặp bản sao của mình luôn. Thôi đi rồi. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hai Mai Gaming trên Facebook nha. Chào mọi người. Hey, call. Hey, my body call. Make our bodies high.